không ai qua biết dấu. Nếu anh được sống từ đầu, vẫn muốn bên em như thời thơ ấu. Nếu mai rời xa, nhìn lại trong giấc mơ anh sẽ hiện ra như tuyết mùa hè, rạng ngời trong màu áo trắng phao. Nếu em rời sẽ ở lại, anh sẽ biết yêu em hơn ngày xưa. Nếu những màu sắc nhạt dần, anh sẽ vẽ em với màu nỗi nhớ. Và nếu thời gian trở lại thì những nhánh sông hay bao con đường cũng sẽ dẫn về một ngày em chờ anh. JD and Friends Future Episode với nữ ca sĩ Thanh Thủy của Lotus Music Club được bảo trợ bởi sản phẩm Super Fucodin Liquid dạng nước 5.357 mg và Lotus giúp chúng ta chinh phục cả bầu trời.